Nạn nhân sống sót trong vụ 6 người chết ở Thủ Đức hối hận, lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết. Chiều ngày 31 tháng 3, bác sĩ Đinh Văn Tiến, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn một ngày điều trị tích cực, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân Lục Chấn Tâm sinh năm 1967 đã dần ổn định. Nam bệnh nhân là người duy nhất còn sống trong vụ cháy ngôi nhà cấp 4 ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức vào rạng sáng ngày 30 tháng 3, làm 6 người trong gia đình tử vong thương tâm. Theo bác sĩ Tiến, bệnh nhân Tâm nhập viện trong tình trạng bỏng 9% độ 2 vùng tay, ngực, lưng và tinh thần hoảng loạn. Suốt cả ngày 30 tháng 3, khi công an và bác sĩ theo dõi, hỏi gì ông cũng chỉ khóc và im lặng. Hiện các bác sĩ vẫn đang xử trí vết bỏng và làm công tác tâm lý cho bệnh nhân. Tại giường bệnh trên vùng cánh tay và ngực của người đàn ông, các vết bỏng nước có dấu hiệu vỡ ra. Nhưng đau đớn hơn là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà bệnh nhân đang phải gánh chịu. Bắt đầu những dòng ký ức đứt gãy, chú Tâm nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc là hơn 1 giờ sáng. Đang nằm ngủ thì mơ hồ, nghe tiếng con dâu la lên, đi ra, đi ra. Ông vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy lửa từ chiếc xe máy đã phực lên, sau đó lan sang 4 chiếc xe máy khác trong nhà. Nhà có 2 phòng, phòng phía trước là của hai vợ chồng con trai và con dâu. Chú Tâm và cô Loan nằm phòng phía sau cùng với cháu ngoại 7 tuổi đang ngủ. Lúc đó hoảng quá, chỉ biết kiếm chìa khóa tung ra ngoài rồi chạy lên cửa trước tung ra ngoài. Khi tôi định thần lại định chạy trở vào kéo vợ con cháu ra, nhưng mới được nửa đường thì lửa từ bên trong đã bùng lên. Lúc đó chưa có ai, hàng xóm qua hết. Tôi lao lại chạy qua kêu thằng ở kế bên nhà cùng phụ dập lửa, chồng bà Loan kể lại. Theo nạn nhân, gia đình chú sinh sống trong ngôi nhà bị cháy hơn 20 năm. Chú Tâm kiếm sống bằng nghề làm điện gia dụng, còn vợ ở nhà nội trợ. Con trai lớn sau khi đi bộ đội về, sống bằng nghề buôn bán, còn con dâu làm nhân viên ở siêu thị. Thu nhập cũng tạm trang trải qua ngày. Hỏi về mong muốn lớn nhất hiện tại, chú Tâm chỉ lắc đầu rồi im lặng. Có lẽ nỗi đau mất sống người thân đã gặm nhấm quá nhiều cảm xúc của người đàn ông này. Tôi sơ ý quá, lẽ ra lúc mở cửa phòng phát hiện cháy thì phải kêu mọi người dậy hết rồi mới chạy ra ngoài. Nhưng tôi chạy ra trước, khi ngược trở vô thì chậm trễ rồi, người đàn ông nói, ánh mắt thất thần. Trưa cùng ngày, ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện quận 2 thăm và động viên bệnh nhân, giữ tinh thần điều trị sau biến cố quá lớn. Ông Hoang cũng đã đến nhà tang lễ dòng ông Tố quận 2 để viếng 6 nạn nhân xấu số. Trước đó, như đã thông tin, vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021 ở căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 60m², thuộc phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy bao gồm bà Bùi Thị Loan, 52 tuổi, vợ của ông Tâm, chủ hộ, Lục Kiến Anh, 27 tuổi, con trai chủ hộ, Lục Tuyết Trinh, 25 tuổi, con gái chủ hộ, Bùi Thúy An, 24 tuổi, con dâu chủ hộ, Lục Kiến Nghi, 7 tuổi, cháu ngoại chủ hộ và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi, cháu nội chủ hộ. Đừng quên bấm nút đăng ký, Sài Gòn TV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.